Old Boy đã từng là một bộ phim khiến mình cảm thấy khá mạnh. Lần đầu tiên mình xem Old Boy là khoảng gần 10 năm trước. Lúc đó mình đang học trung học. Và với mình, lúc ấy thì hình ảnh cũng như những yếu tố được thêm thắt vào phim còn khá là khó tiếp nhận. Mình chưa có sự chuẩn bị cho những yếu tố đó. Khi đó, ấn tượng duy nhất đọng lại trong mình là chủ đề về sự cô đơn. Nhưng bây giờ, sau khi vật lộn với dòng đời một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, thì mình nhìn thấy được những khía cạnh khác hơn ở Old Boy. Về Old Boy thì mình thực sự không đánh giá cao về sự truyền tải triết lý của nó. Nó chỉ đơn giản là mô phỏng lại xã hội, mô phỏng lại mặt tối của những cá nhân vẫn đang thực sự tồn tại trong đời sống thường ngày. Và chúng ta nên theo dõi để có sự chuẩn bị với những thứ điên rồ có thể sẽ xảy ra trước mắt chúng ta bất cứ lúc nào. Phim ảnh, nghệ thuật không thể lúc nào cũng lừa dối chúng ta bằng những điều tươi sáng, tốt đẹp mà nó nên phản ánh đúng thực tế. Hồi còn trẻ thì mình rất là thích phim của Quentin Tarantino. Và đó cũng là lý do khiến mình tìm đến với Old Boy. Và thật may mắn là bộ phim đã không làm mình thất vọng. Old Boy là một bộ phim Hàn Quốc được ra mắt năm 2003, thuộc thể loại hành động kịch tính neo-noir, được đạo diễn và đồng kịch bản bởi Park Chan-wook. Bộ phim đã thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes năm 2004 và được Quentin Tarantino hết mực khen ngợi. Ở video này thì mình sẽ đánh giá Old Boy dưới chủ đề về tâm lý và phản ứng của con người trước những tác nhân cực đoan xảy ra trước mắt họ. Thứ nhất, phản ứng với việc bị cô lập. Có lẽ thì điều đáng sợ nhất đối với mỗi chúng ta chính là bị cưỡng chế tâm lý. Hãy thử tưởng tượng bạn bị nhốt vào một căn phòng kín, không có ánh nắng mặt trời, không được tiếp xúc với bất kỳ ai trong một khoảng thời gian dài, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Một điều chắc chắn là tâm lý của chúng ta sẽ bị tổn thương không hề nhẹ. Lại một lần nữa, sự cô đơn đã chễm chệ bước lên ngôi vương là một trong những nỗi sợ ghê gớm nhất đối với con người. Khi tâm lý chúng ta bị tổn thương, thì phản ứng của chúng ta đối với nó chính là kết liễu nó. Điển hình là Oda Su đã nhiều lần tự tử nhưng không thành. Và khi không thể chống lại được điều đó, thì chúng ta dần dần chấp nhận và sinh ra ý chí muốn giải phóng bản thân. Cái gì bị áp bức quá lâu thì ắt sẽ phải bùng nổ. Old Boy đã làm rất tốt trong việc khắc họa diễn biến tâm lý đó của con người. Một trong những cảnh phim mà mình rất thích trong Old Boy đó chính là cảnh Dae-su được thả ra ngoài và nhìn thấy một người khác. Đó là một phản ứng khá tự nhiên, giật mình về ánh nắng mặt trời và xúc động khi lại được tiếp xúc với da thịt của con người. Đâu đó cảnh phim đó khiến chúng ta phải nhìn nhận lại sự may mắn của mình khi được tồn tại trên cuộc đời này, rằng được sống trong cùng một xã hội với những cá thể khác là một ân huệ mà nếu tước đi thì chắc chắn chúng ta sẽ phải rất khổ sở. Và phản ứng thứ hai mà mình muốn nói đến đó chính là phản ứng với việc trả thù. Khi mang trong mình ý muốn trả thù thì hành vi của chúng ta sẽ bắt đầu trở nên bạo lực hơn, dứt khoát hơn, hung hăng hơn. Điều đó thể hiện rất rõ ở những phân đoạn bạo lực trong phim. Và thực sự rất đáng khen là các diễn viên đã làm rất tốt vai trò của mình để truyền tải được ý chí đó. Những cảnh phim đáng chú ý đã lột tả được phản ứng trả thù của hai nhân vật chính phản trong phim là cảnh ăn bạch tuộc sống, cảnh nhổ răng bằng búa, cảnh đánh nhau bằng búa, cảnh giết người bằng đĩa CD, cảnh cắt lưỡi, cùng những cảnh phim bộc lộ tâm lý nhân vật khác. Thứ ba, chính là phản ứng với sự thật. Khi là một cá thể sống trong cùng một xã hội với những cá thể khác, chúng ta sẽ bị cái gọi là mối quan hệ ràng buộc lại với nhau. Mối quan hệ đó sẽ sinh ra nhiều biến thể khác phức tạp hơn. Tùy vào tư duy và lựa chọn của mỗi người mà họ sẽ có cách khác nhau để phản ứng với vấn đề. Tất cả nằm ở sự đa dạng của tự nhiên, nhưng không có gì có thể qua mắt được sự thật. Nguyên do của những bi kịch trong Old Boy bắt nguồn từ tình yêu, cũng là một biến thể khác trong mối quan hệ phức tạp của xã hội loài người. Khi đối diện với tình yêu loạn luân, thì phản ứng của con người trong xã hội hiện đại là cảm thấy cấm kỵ, là xấu hổ, là không được để bị phát hiện. Khi bị phát hiện bởi người thứ ba, thì không nghi ngờ gì nữa sẽ dẫn đến những lời đồn thổi không hay. Và đời người thì theo mình thấy, có những chuyện mà mình không thể kiểm soát được. Khi chúng ta đã làm một chuyện gì đó sai với người khác
thì chúng ta sẽ phải chịu quả báo vào một lúc nào đó. Mình không nói đến tính đúng sai của loạn luân, vì bắt người khác phải sống theo cách của mình là một hành vi sai trái. Bộ phim đã dùng biện pháp thôi miên để làm cái cớ hợp lý hóa cho những diễn biến mang tính khó giải thích của vòng đời một con người. Dù trước mắt bạn, bạn cảm thấy như Wu Jin là một kẻ mưu trí thâm sâu với những kế hoạch chặt chẽ từng bước, nhưng thực tế thì sự trả thù của Wu Jin cũng chỉ là sự đưa đẩy của những yếu tố tự nhiên hợp thành mà thôi. Odasu đã gây ra bi kịch cho Li Wu Jin chỉ bằng một lời nói, và chính quả báo đã lấy đi của ông ta một cái lưỡi để trả lại cho Wu Jin. Và tệ hơn nữa, cũng chính quả báo đã đưa ông ta vào tình thế như Wu Jin đã từng và bắt ông ta phải chọn lựa. Và thôi miên lại một lần nữa đóng vai trò là một cái cớ để con người hợp thức hóa ham muốn bản năng của mình, rằng tình yêu lại chiến thắng dù có bất kể ranh giới nào đi nữa. Bản năng của con người vẫn chiến thắng giới hạn đạo đức do chính họ đặt ra. Kịch bản của Old Boy đã đem lại cho mình suy nghĩ về ba phản ứng đó của tâm lý con người. Còn những yếu tố khác làm nên sức hấp dẫn của Old Boy đối với mình chính là màu sắc và âm nhạc trong phim. Về màu sắc thì không thể không kể đến cảnh quay ẩu đà ở hành lang giữa nhân vật chính Odasu và một đám luôn đang đánh thuê. Cảnh quay đó là một ví dụ điển hình trong việc sử dụng kỹ thuật tương phản. Lúc đầu của cuộc ẩu đà, màu sắc trong phim khá ảm đạm và tối tăm chỉ với nguồn sáng của ánh đèn trên tường. Càng dần về sau, cũng như là sự chuyển biến đến với chiến thắng của Odasu, thì ánh sáng đã được bổ sung và mọi thứ trở nên sáng loạn hơn nhiều. Đó là một cảnh quay one shot, không chỉnh sửa, phải quay mất 3 ngày, với bố cục mặt cắt ngang như hình ảnh trong một quyển truyện tranh. Về âm nhạc trong phim thì mình rất thích cách lồng ghép những cảnh phim tâm lý với nhạc giao hưởng, đầy tính khiêu khích thần kinh và thúc đẩy cảm xúc của con người đến giới hạn. Đã gần 20 năm kể từ khi Old Boy ra đời, và bộ phim có thể nói là một trong những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Hàn Quốc trong thời đại mới. Thực sự thì, Old Boy đem lại cho mình một cảm giác khá tương đồng với khi mình xem Chinatown của Roman Polanski. Mình bị dẫn dắt theo câu chuyện của biên kịch và bất ngờ với cùng một cái kết không đoán trước được. Hai bộ phim đều nói về vấn đề loạn luân và sự bất lực trước sự phức tạp đó của thực tế xã hội. Thực sự thì, bản thân mình cũng khá là bất lực trước vấn đề này. Mình vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho nó. Và cái cảm nhận này của mình chắc cũng sẽ bị bỏ ngỏ như chính cái kết của hai bộ phim ấy vậy. Luna하고 난 다 알면서도 사랑했어요. 너희도 그럴 수 있을까?